Đối với mỗi ông bố bà mẹ, khi nuôi con đều đặt ra cho mình một thước đo, một tiêu chuẩn riêng. Chị Đặng Huyền Trang hàng tháng đều dẫn cậu con trai của mình đến phòng khám dinh dưỡng để kiểm tra sức khỏe. Cậu con trai của chị năm nay được 11 tháng tuổi nhưng không được béo tốt so với các bạn cùng trang lứa. Bản thân chị cũng khá lo lắng về điều này. Thậm chí những bàn tán của những người xung quanh về cân nặng của con chị cũng khiến chị phải suy nghĩ rất nhiều. Thực ra thì trong quá trình chăm con ấy thì như bố mẹ nào cũng muốn là con khỏe, béo khỏe. Thì bé nhà tôi thì rất là hơi còi, nói chung là hơi còi. Nhưng mà thực ra mình không quan trọng lắm, vì là mỗi một người mẹ có một cách chăm con khác nhau. Và quan trọng nhất là mình cảm thấy hài lòng với con mình là được. Hàng xóm hoặc là thấy con dạo này gầy quá, nhưng mà mình cũng nói lại luôn là thực ra miễn là cháu khỏe. Hoàn cảnh của chị Trang cũng là nỗi khổ của nhiều bà mẹ bị người thân trong gia đình hoặc hàng xóm lấy cân nặng của con làm thước đo tài nuôi con của mẹ. Và đây là mẫu số chung của nhiều gia đình, dẫn tới việc các bà mẹ luôn hướng đến việc nuôi con khỏe, nghĩa là con tăng cân nhanh và mũm mĩm. Chị Nguyễn Thị Nhiên cũng mang trong mình tâm lý về cân nặng của trẻ đến với phòng khám này. Bản thân chị cũng không đặt nặng, nhưng chị cũng không phủ nhận cân nặng là thước đo đối với chị trong quá trình chăm con. Đặc biệt là với một người mẹ trẻ chưa có kinh nghiệm chăm con như chị. Về cân nặng của con mà không áp lực đối với mẹ thì cũng không đúng. Mình thì mình cũng đặt vấn đề đấy là một vấn đề quan tâm, nhưng không phải là quá là thái quá như các mẹ là phải lên cân nhiều hoặc là lên cân theo cái mức mà cho phép, thì là mình sẽ cố gắng để cho con theo đúng cái chỉ tiêu mà bác sĩ đề ra. Ví dụ như là các anh chị ở cơ quan thì cũng hỏi là thế con có lên cân không, hay là con nhà em như thế nào, thì bé nhà mình hiện tại thì đang ở mức là cho phép của Tổ chức Y tế Thế giới. Nhưng chúng tôi xin nhấn mạnh lại là tất cả những cảm giác béo hay gầy đấy là chỉ là cái nhận xét thôi. Thế và trong những trường hợp đấy thì chúng tôi thêm một điểm nữa mà xin muốn nói rằng là cái cân nặng thì là rất quan trọng, nhưng chiều cao của trẻ còn quan trọng hơn. Bởi vì là cái cân nặng ấy, thì nếu thiếu chúng ta sẽ điều chỉnh lên, và nếu thừa chúng ta có thể tính toán để kiểm soát không tăng cân quá. Và những cái đấy có thể kiểm soát được, thậm chí cho đến tận khi trưởng thành chúng ta vẫn kiểm soát được. Nhưng chiều cao thì không như vậy. Bản cân nặng chuẩn theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO được coi là thước đo chuẩn cho hầu hết các ông bố bà mẹ. Thậm chí, nhiều người còn cảm thấy áp lực bởi những con số này. Nhiều người có con bị thừa cân nhưng vẫn không có ý định giảm cân cho con. Điều này dẫn đến nguy cơ đứa trẻ bị béo phì. Đây cũng là lý do vì sao tình trạng trẻ em thừa cân và béo phì ở cấp mẫu giáo và tiểu học tại các thành phố lớn đang ngày càng gia tăng. Tỷ lệ béo phì ở khu vực nội thành của thành phố Hồ Chí Minh trên 50% tại thành phố này. Còn tại Hà Nội, tỷ lệ này là 40,7%. Trong khi đó, cân nặng chỉ là một trong những yếu tố đánh giá sự tăng trưởng của trẻ.